xưa lối cũ có tiếng ca trên sông dài. Đường xưa lối cũ có tiếng tiêu ru lòng ai. Hỏi thăm cô một cái ngay. Cô có nhớ về đường biệt thự này từ ngày xưa tới giờ không? Biệt thự hồi đó giờ cũng biệt thự tự nhiên biệt thự nóng tên của ai nên cái đâu. Con muốn hỏi là cái chuyện mà trước năm 75 á, góc chỗ kia là trại Long Vân ha. Cổng Long Vân số 3. Cổng Long Vân số 3. Rồi gì dọc qua đây là có những cái quán bar nào không cô? Có quán bar nè, đây là quán bar Minh Châu. Dạ là Sơ Dơ. Dạ đây ha. Ở đây đây đây, ở đây là A này. Dạ. A B Sơ Dơ. Dạ đây đây. Bốn cái đó là cái bar Minh Châu. Bar Minh Châu. Bar Minh Châu của cô Thúy đó, người đạo, đạo Thiên Chúa giáo. Dạ. Đó rồi bây giờ cái cô em của cô Thúy á, tên gì quên rồi. Để lấy chồng người nước Mỹ mà Mỹ đen á, Mỹ da dạ, màu. Dạ. Rồi mới đi. Đi cái nhà nước mới vô mới thu hết cái đất này ra đằng sau kia nữa, còn đằng sau kia còn hàng nữa. Dạ dạ góc kia. Không phải cái nhà đó là riêng ngang. Dạ. Cái đằng sau lưng của cái này là nó ra Nguyễn Thuật á, một hàng nữa. Dạ. Nguyễn Thuật kia. Nguyễn Thuật bên kia ra vòng qua bên đây luôn. Vòng bên đó luôn. Rộng, ha. Dạ. Thì bắt đầu nhà nước thu mới làm, sau đó là cho cái ba Minh Châu là cái cô còn một người thân ở lại trên đường Võ Trứ ấy. Dạ. Để cho thuê cái ba Minh Châu này nè. Dạ. Mơ mới ra cái ba Minh Châu là cô Thúy ấy. Dạ cô Thúy. Sau này cái ta mướn cô để lên đường Võ Trứ ở dạ. Cái lần cái đi là mất cái nhà nước vô quản lý. Ngày xưa là mấy chú mấy bác bên trung tâm huấn luyện không quân hay ghé đây chơi con ha. Chơi đây tao không quân thiệt ra cái ba đồ đêm hôm vậy á. Dạ. Thì ba có Mỹ nhưng mà Việt Nam muốn vô ở kia có cảnh sát rồi phải chạy trốn. À. Chứ cái ba này Minh Châu của Mỹ không à. Dạ. Ủa, người Việt Nam vô là gặp cảnh sát phải chạy trốn. Không, ngại á, còn có hầu đến dễ dù nữa có ba nó phá chứ. Lâm tà le hết chứ. Cô bán là tại đường biệt thự này bia cam nước ngọt nói chung gì cũng bán hết á. Còn quán ba Ngọc Thanh là phải ngay góc khách sạn Legacy đây em con. Ngay ba nào? Ba Ngọc Thanh á. Quên cái tên đâu. Có cái cô kia nói là quán ba Ngọc Thanh, bây giờ là khách sạn Legacy ngay góc bên kia kìa. Dạ không biết ngay cái chỗ đó. Còn gì? Cho con hỏi thêm về cái khu gia binh Quân Trấn á con. Quân Trấn ở dưới đây nè, dạ, ngã tư đi xuống nè. Con nhớ gì về cái cho hồi Quân Trấn là có cái nhà thờ bên đây, còn cái đây xây lên thì cái chùa. Dạ, dạ. Thì là khu Quân Trấn đâu trước nước lụt rồi ông xùm mà người đông lắm mà giờ đi hết rồi còn dạ. Đâu một vài người à. Bây giờ con nói dọc cái đường này hiếm khi mà gặp được những người kỳ cựu từ xưa tới giờ là trong đó có cô nè. Hôm nay con cũng hên con gặp được cô. Dạ đó. Dạ. Ý với Quân Trấn ấy đầu xưa cũng ngon con mà hên như Quân Trấn hơn bên quân cụ trên kia con. Bây giờ còn làm ăn ngon còn sớm quân cụ ở trên Nguyễn thật không có bán buôn gì. Không có cho thơ, không có làm gì được hết á. Dạ, dạ. Quân Trấn quá ngon nhưng mà lần mưa tới ngập lên nước lên bên này bữa nay cũng vẫn còn mà mưa thì nó còn nem. À. Hễ mưa cây mưa to từ đây đổ xuống cái dốc kia là phải tao quật đây tao đi cho xuống kia là nước sập bánh. Hiện tại dạ, nè. Dạ. Đó là mà dưới đó làm ăn nữa. Dạ. Con. Còn con muốn hỏi thêm là ngay cái góc ngã ba Duy Tân với đường biệt thự á là ngày xưa có một cái lối đi nhỏ nhỏ vô trong mấy cái căn nhà trong đó. Con muốn hỏi thông tin về cái cô Nguyễn Thị Xuân á. Cô biết gì về cô Xuân không cô ha? Xuân nào hề? Cô cái Nguyễn Thị Xuân. Cái đông tây cũng có cô Xuân mà cô Xuân đã đi Mỹ rồi mà Xuân bữa này cô không tự nhiên cô bán khu đây không à. Không có rảnh cái giờ nào không biết rồi đó. À ngay góc này cũng gần biển. Ở đây là biết nhà ông Trung Ta Ban. Dạ Trung Ta Ban. Là Trung... nhà nào đâu cô nhà ha? Ngã tư biệt thự này đây ngay ngã tư với Nguyễn. À ngã tư đây ngã luôn. Tư Hùng Vương với biệt thự mà tay dạ. Mặt cái nhà mà ép đen đen á là nhà Trung Ta Ban. Dạ dạ. Còn cái nhà chỗ đây số 17, 19 của anh ấy là nhà ông Trung Tá Cư. Dạ. Hai ông Trung Tá vậy á. Ông Quân hết đúng không con? Hai ông, ông đây mấy ông đây Hải Quân. Hải Quân hả? Hải Quân chứ không phải không Quân. Dạ, dạ. Đó, Hải Quân đó. Ông Cư thì đi hết bên đó, ông Bang cũng đi hết rồi. Dạ. Nhưng mà khi con ông Bang á là thân với cô lắm mà khi về Việt Nam mình không có tới mình. Nó xuống Quân Trấn nó thăm mình hai ngày. Chứ tới đâu có nghỉ cho, mừng cái ca chứ mình cũng no mà. Thì giờ thì hai năm dịch nó mới khó. Chứ còn hầu nó về kia mấy năm trước còn bán đồ Mỹ rồi ngon. Mỹ nó vô nhà cô má cô cũng nói tiếng Anh không à. Wow. Mà lịch sử không có nói là thấy người Tây cái kêu Dubai không phải vậy đâu. Dạ. Nếu mà thấy người Tây lại giờ mà nói you can go inside to see là mời ông vào trong xem. À. Rồi nó coi cái nó thích nó nói this one. I like this là nó thích cái đó là lấy cái rồi nó nói one more là thêm cái nữa. Tí vậy thôi. Dạ. Chứ mà không bán không có nói mà còn
bán không có nói mất lịch sự đâu, chào hỏi đàng hoàng được. Ví dụ cái chai gì trong nắng ta da dưỡng da nó là bán đắt nhất từ 15 giờ, trong nắng 15 giờ đến 30 giờ. Hồi xưa con hồi xưa là dạ. đắt nhất đó, là hỏi nó vô nó nói 15 hour water group là chai 15 giờ dầm với nước. Cái là mình lại mình lấy 15 giờ dầm thứ nước liền. Dạ. Đi của Pháp cái mình giờ mình nói là phân của Mỹ ở USA. Dạ, dạ. Thí dụ vậy, cái thức chai nào mà Việt Nam nó hết rồi đó con. Mà cô còn á, thì cô phải nói láo, có nói láo một chút. Dạ, cho nên nói chứ, my sister stay in America, come back Vietnamese, ship near for me. Dạ. I know money, I share for sure. Chút chút nhâm nhâm. À, cái chiêu của mình mà. Cái nói vậy, cái nó nói được, cái nó biết, nó vô đúng đâu. Đúng mạc, đúng hiệu mà, very full. Bây giờ ra cũng đầy hết. Mạc hiệu đầu nguyên, cái ngon, cái nó mua, cái mình bán hơi cao một tí. Vậy thôi. Dạ, cho dạ. không ăn mắc, nhà cô là không ăn mắc. Dạ. Mà cái gì mà, thí dụ như còn 2-3 tháng nữa, hết hạn thì cô, nhà cô hay bóm con. Dạ. Pin rồi, thí dụ 1-2 tháng nó hết, nhà cô nói đừng bán gì, người ta xài xong ta hết tàu người ta. Là tự dục. Bán đàng hoàng không? Có bán mà ba xạo đâu. Chút đỉnh được tới đâu con? Dạ. Cái gì cũng phải có tương lai. Cái ngày xưa là đường này là đường đất hay là đường... Đường bắt đầu. Tiên cô ở năm 63 tới 66. Từ 70 mà còn mót làm xi măng chút à. Rồi sau 70 trở lên nữa là nó có dầu hết. Dạ. Nhưng mà nó còn nhỏ. Dạ. À, cô tên gì vậy cô? Cô tên A. Cô A hả? Ừ. Dạ. Năm mới con chúc cô A nhiều sức khỏe ha. Dạ. Cảm ơn bùa con nghe. Bùa mai bắt đắt, bạn sự như ý. Ừ. Bây giờ cô chỉ cô bán ra, cô học tiếng Nga nè, cô học tiếng Trung nè, cô biết tiếng dân tộc Đắk Lắk nè, cô biết nhiều thứ tiếng, tuy không nhiều nhưng mà đủ cô bán. Dạ, nhưng mà tậu không có người mua. Wow. Tậu quá không có người mua con. Cảm ơn cô rất nhiều trong ăn đây ha. Cô dạ bán rồi, cảm ơn cô, chào cô. Có dịp nào đi ngang ghé tư cô ngang. Dạ rồi, dạ dạ. Dạ kính thưa quý vị, vừa rồi là một cuộc trò chuyện khá dài với một cô A. Cô sinh sống ở đây từ năm 63 đến bây giờ. Một cái sự hiểu biết về đường biệt thự này cũng rất là nhiều. Tuy nhiên thì cô có kể năm xưa ở đây villa nhiều, đất rộng người thưa, cho nên cũng không có biết gì những cái câu chuyện kỷ niệm nào ở đây hết. Ở đây với lại ngày xưa là những vị sĩ quan ở cũng nhiều lắm. Rồi khu quân đội nữa, cổng Long Văn số 3 góc bên kia thôi quý vị. Và vào trong thì là một cái khu quân đội, cho nên em cũng không có được phép ghi hình nhiều. Ở đây thì xin mời quý vị hãy cùng xem lại những tấm ảnh ngày xưa ở khu vực này. Có một cái cổng trại Long Văn. Dạ kính thưa quý vị, hôm nay là một buổi sáng tiếp theo. Em sẽ ghi hình ở một đoạn góc đường Hùng Vương, khu Gia Binh Quân Chấn. Em cũng mới tìm hiểu được một thông tin về một người cô bán cà phê ở đây. Cô chỉ bán buổi sáng thôi. Cô biết rõ về gia đình của cô Xuân này, cho nên hôm nay em có ghé lại buổi sáng sớm để tìm cô hỏi thăm thông tin. Hy vọng là có thêm được một cái manh mối nào đó ạ. Em đang đứng góc giao lộ giữa đường biệt thự và Hùng Vương. Đây là khách sạn Liberty Central, một khách sạn 4 sao. Nơi này thì tiền thân là một cái vị trí của tổng công ty Khánh Việt Khatoco Khánh Hòa. Còn ngay bên đây là cái quán bar Ngọc Thanh ngày xưa. Ngọc Thanh hay Ngọc Khanh gì đó quý vị, em cũng nghe loáng thoáng là như vậy. Và bây giờ thì em sẽ di chuyển về một góc đường Hùng Vương, khu Gia Binh Quân Chấn để hỏi thăm một người cô tên Trinh. Hôm nay là ngày thứ hai em trở lại đây và mọi thông tin thì đều biết sơ sơ qua những người có tuổi. Họ không muốn lên hình, tuy nhiên cũng đã cung cấp được một ít thông tin cho em.
Em sẽ ghi hình lại cái nhà thờ của Thánh Giuse, giáo xứ Thánh Giuse ở khu Quân Trấn này, gửi đến quý vị. Cái thông tin mà bà con cung cấp đến em á là cô Xuân này ngày xưa hay dẫn cậu con trai tên Giang đi chùa, rồi sau đó ghé nhà bà Tuyết chơi. Bà Tuyết là người bán chè, bây giờ bà Tuyết cũng lớn tuổi rồi. Hôm qua có ghé thăm bà Tuyết, tuy nhiên thì bà cũng lẫn rồi, chỉ có cô Trinh thôi, mà cô Trinh thì bán cà phê buổi sáng cho nên mới gặp được. Giáo xứ Thánh Giuse thưa quý vị cũng rất quen thuộc và kỷ niệm đối với nhiều người ở nơi này, và hầu hết những người bà con trong đường Tông Đảng theo đạo Thiên Chúa Giáo thì họ đều đi nhà thờ này. Một buổi sáng sớm trên đường Hùng Vương, ở đây là khu phố Tây đó quý vị. Góc kia có hộp chợ, em đứng từ xa thôi, tới gần sợ mấy cô ngại, tưởng lực lượng chức năng. Em sẽ ghi hình thêm một cái đoạn ngôi chùa bên này. Nếu quý vị nào ngày xưa cũng đã từng ở vòng vòng khu vực này thì chắc hẳn sẽ biết đến khu gia binh Quân Trấn. Cũng không có lạ gì so với khu này thưa quý vị. Đây là cái ngôi chùa. Ở góc đường này thì em cũng đã có một video từ mấy tháng trước, cũng ghi hình tất cả các ngõ ngách ở trong khu Quân Trấn này. Nếu quý vị có nhà ý thì xem lại cái video đó trong kênh của em. Bây giờ thì em sẽ đi tìm cô Trinh bán cà phê. Dạ, xin mời quý vị. Dạ, kính thưa quý vị, kính thưa chú Dũng. Con đang ngồi ở một cái ngõ hẻm ở bên đường Hùng Vương. Mà đây là khu Quân Trấn, khu gia binh Quân Trấn ngày xưa đó quý vị. Con đang liên kết được với lại cô Trinh. Cô Trinh là cái cô con gái của bà Tuyết năm xưa. Thì con cũng nghe bà con bên góc đường biệt thự kể là ngày xưa cô Nguyễn Thị Xuân có đi dẫn một người con trai đi chùa ở bên đây rồi quý vị. Rồi sau đó ghé nhà bà Tuyết chơi. Thì cô nghe nói là cô Trinh cũng biết với cô Xuân. Không biết là cô có nhớ gì về thông tin về cô Xuân không cô ạ? À? Cô Xuân đó là có ở hẻm nào hả dạ, con? Ở cái hẻm mà cô nhớ cái 62 Trần Phú không? 62 Trần Phú là nó ngoài đường Trần Phú, là coi dạ, như là nó nằm chỗ khách sạn 58, bây giờ nó là 62 đó. Dạ. Sát bên khách sạn Mường Thanh đó. Dạ đúng rồi, dạ chỗ ông Palestine hồi xưa đó. Ừ. Dạ nhưng mà đúng rồi. Bên cạnh cái chỗ đó là chỗ đường biệt thự á, có cái lối nhỏ đi vô. À. Con nghe cái cô bên kia kể là còn hồi đó có hai cái chai bia lớn. Đúng rồi. Dạ. Nó là của bên, nó cũng là nằm ở trong cái khu vực của 62 luôn. Dạ. Tất nhiên hai chai bia đó hồi xưa người ta cứ kêu là cách cái gì, người ta cứ kêu là nhà hàng hai chai bia, nhưng mà nó là nó nằm cửa sau của 62. Dạ đúng rồi. Là dạ, bây giờ nó là số 2. Dạ. Còn ở mặt trước của Trần Phú là 62. Dạ. Đó. Dạ. Nó là nó tới hai mặt tiền, là mặt sau là đường biệt thự, mặt trước nó là đường Trần Phú. Dạ. Đó. Rồi là cái bà con xung quanh đường biệt thự á có kể là cái cô Xuân đó ngày xưa á là hay dẫn cậu con trai đi chùa. Chắc có lẽ là có, nếu mà nói ra thì có, nói mà nói thì đúng tôi tên Trinh. Dạ. Má tôi tên Tuyết, nhưng mà là Tuyết là lấy tên bà chị, chứ thiệt ra là bà không phải là tên Tuyết. Dạ. Nhưng mà là lâu quá rồi tôi cũng quên, tại vì cái hồi trước mà cái thời Palestine á thì đến bây giờ tôi không nhớ cái gì hết.
Dạ. Tôi không nhớ cái gì, cái thời Palestine đến giờ là tôi không nhớ. Tôi nhớ là có Palestine. Dạ, xong dạ. Rồi bị là chế độ này nó bắt rồi, xong là đã mấy chục năm rồi làm sao tôi nhớ. Dạ. Với lại bây giờ chích thuốc bây giờ cái đầu nó... À chích COVID cô ha. Giờ cái đầu đụng đâu quên đó, dạ. Không nhớ. Cô Xuân đó là có cậu con trai tên Giang hay sao đó. Cô nhớ không? À, thôi biết rồi. Thôi chú nói vậy, thằng Giang đó, bà đó bà chết rồi. Wow. Bà chết rồi. Ủa cô Xuân mất rồi hả cô? Bà chết rồi, thằng Giang đó thì bây giờ nghe thằng Giang nó cũng chết rồi. Hả? Wow. Tai nạn xe. Vậy hả? Ờ đúng rồi. Ủa vậy hả? Dạ. Ủa? Đúng rồi, hai mẹ con chết hết rồi. Giờ wow. Nói đến thằng Giang đó thì tôi biết. À dạ. Biết. Ờ đúng rồi. Đúng rồi. Thôi tôi biết rồi, tôi nhớ rồi. Là cô đó mà... cô Xuân đúng không ạ? Ừ, bà chết rồi, chết lâu rồi. Bây giờ cái thằng Giang đó cũng không phải con bà, mà lại là con nuôi của bà thôi. Thì dạ. Cũng chết rồi. Bây giờ có còn thì còn cái đứa con vợ của thằng đó với hai đứa nhỏ thôi. Dạ. Chứ thằng đó nghe nói cũng chết rồi. Wow. Tôi nghe chết lâu rồi nhưng tôi không có chính xác lắm. Sao mà xót xa quá vậy? Ừ, chứ bà cũng già rồi mà. Tính ra là khoảng, nếu mà bây giờ còn là khoảng bao nhiêu tuổi con? Bà bây giờ bà cũng cỡ chạc má tôi, hơn má tôi luôn á. Bà cũng phải là 90 tuổi, hơn 90 tuổi á. Ủa mà bà đó là cái thứ này là gì? Con cũng không có biết mà để con xác nhận lại coi. À, chú Dũng là người đi tìm. Có nói với con là thất lạc nhau năm 77. Lúc đó là cô Xuân 18 tuổi. Thì không 77 biết phải thì 75 mới... giải phóng đúng dạ, không? Tức là mới 50 là... năm mà 60, 18. Tức là 68 tuổi, 70 thôi. Chắc là con nghĩ. Ủa? Chắc là chú Dũng nhớ nhầm. Tại vì góc đó chỉ có một người tên Xuân thôi đúng không cô? Nếu mà nói má thằng Giang á thì ở đây kêu bả là bà gì chứ không phải kêu bả là Xuân. Dạ. Má thằng Giang đó là kêu bả là bà gì nè. Ở cái nhà đó là có hai bà thôi, một bà U. Thì bà U rất là già. Bà U thì là người ở ngoài Bắc. Dạ. Hồi xưa là làm cho cái bà chủ nhà đó đó. Dạ. Rồi với bà đó thì tôi cũng không biết bà tên gì nữa. Nhưng mà tôi biết là má thằng Giang. Dạ. Nhưng mà tôi cũng biết bà tên thứ gì. Dạ. Ừ. Con cũng nghe bà con kể cũng khẳng định đó là cô Xuân á. Con nghe nói là cuộc chắc đời bà của tên cô Xuân. Con nghe nói cuộc đời của cô Xuân khổ lắm. Khổ đó lắm không? Thì nó có thời gian đi xin nữa. Đúng rồi, bà khổ lắm. Bà khổ lắm mà bà biết coi bói. Bà đi coi bói đồ, bà đi coi đồ. Bà nó biết coi sơ sơ thôi. Rồi bà lấy cái tiền đó bà sống. Rồi giải phóng vô rất là khổ. Khổ ghê lắm. Khổ rồi cái nhà đây là nhà nước, chính quyền nhà nước người ta lấy. Lấy rồi là bà mới lang thang. Rồi bà lưu lạc, rồi cái thằng đó chắc nó lấy vợ, rồi nó lưu lạc ở đâu, xuống cái Trinh Thành đó. Ủa con nghe nói là được cấp lô đất ở Bình Tân mà con hả? Không biết Bình Tân hay Trinh Thành gì á, tôi cũng không biết nữa, tại vì cũng chú nghĩ đi. Nếu mà tính ra ngày đó đến giờ thì cũng mấy chục năm rồi, làm sao tôi nhớ hết. Dạ, dạ. Tôi chỉ nhớ, chú nói nhắc đến thằng Giang rồi tôi nhớ nó thôi, chứ tôi không nhớ thằng, biết thằng Giang. Thằng Giang á thì thằng Giang là năm nay nó cũng phải là năm 60 tuổi, 60 mấy tuổi rồi á. Thằng Giang đó nó nhỏ hơn tôi không có bao nhiêu tuổi hết. Dạ. Vậy là chắc là ông này họ hàng gì với bà. Nhưng mà từ lâu rồi tôi không bán người Bắc mà. Người Bắc. Người Bắc. Là cô Xuân là người Bắc. À, dạ. Nói tiếng Bắc mà. Dạ. Coi như là hoặc là cái ông này á, hồi xưa á, là cái bà này nè, với lại cái bà U đó là làm cho hai vợ chồng của cái ông đó là vợ người Việt, cha người Tây. Ông đó đó là ở cái villa đó đó. Dạ. Năm 75 rồi người ta đi hết rồi, hình như là chắc có lẽ chứ không phải con ở đâu, thì bà không có con. Dạ, dạ, dạ. Vậy là xác nhận cái thông tin là cô Xuân coi như bây giờ mất chết hết rồi, mất cả hai mươi con luôn. Ừ, mất hết rồi. Dạ. Bây giờ không còn nữa đâu mà kiếm. Dạ, dạ. Chị cũng nghe thằng Giang nó chết lâu rồi, nhưng mà em tại nhiều nãy em không có nói thằng Giang. Dạ. Cái em nói thằng Giang là chị nhớ liền, em không có nói tên thằng Giang. Dạ, à, dạ. Tại vì cái cô mà
cái góc bên đường Hùng Vương với lại cô đó là cô Tuyết đó. Cô đó là chị của tôi đó. Dạ. À, cái cô mà nói tiếng Quảng Quảng á, ngay cái chỗ nhà mà đây là bà Quảng, đây là bà Lan Quảng đúng không? Cái bà bán bánh mì hả? Không, kêu bà Khôi bà gì đó. À bà Khôi hả? Bà Khôi cũng ở ngay biệt thự đây. Dạ, dạ. Thì cô đó cũng xác nhận là cô đó là cô Xuân. Đúng rồi. Rồi đi được cấp đất ở Bình Tân rồi đi qua bên đó. Gì là rồi sau đó là cái cậu Giang hay là cô Xuân này cũng không có ghé thăm ở đây cũng lâu rồi. Không, đâu có đi lên đây đâu. Dạ, dạ. Không có đi lên đây. Vậy là cô Trinh cho con xác nhận thông tin là cô Xuân là nói tiếng Bắc. Nói tiếng Bắc. À, nói tiếng Bắc, cả hai người với cái bà U đó cũng nói tiếng Bắc luôn. Dạ. Nhưng mà bà U đó bà cũng chết rồi. Dạ, nói chung dạ. ra là những cái người mà làm cho cái ông đó hồi trước giờ là người ta chết hết rồi. Dạ, không dạ. ai còn sống. Dạ, con cảm ơn cô Trinh trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Dạ. Người ta nói chung ra người ta khổ quá, người ta đâu có sống. Bây giờ người ta không có nhà, không có cửa, hoặc người ta có nhà cửa, người ta không có ăn. Dạ. Tất nhiên là người ta cũng không sống. Nó dạ. khổ quá, người ta không chết hết. Dạ. Nó giờ là đó, giờ kiếm là không có đâu, kiếm ra đâu, vì cô đã nghe chết lâu rồi. Dạ, dạ. Chết lâu rồi. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô Trinh. Dạ. Có gì hết. Dạ, chúc cô buôn bán bán đắt, thật nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị, kính thưa chú Dũng, một thông tin con muốn xác minh lại trong tập tiếp theo này là cô Xuân nói tiếng Bắc đúng không ạ? Chú Dũng có thể xác nhận lại thông tin giúp con. Rồi cô Xuân hiện tại đã không còn, có cậu con trai cũng không còn luôn. Một cái hoàn cảnh cũng xót xa quá con ha. Dạ. Chắc là em phải dừng cuộc tìm kiếm tại đây, tại vì cái thông tin đến đây thì không nhiều bà con biết rõ về cô Xuân. Có bà con biết thì xác nhận cái thông tin như thế này. Dạ. Bây giờ em xin phép được chờ những thông tin tiếp theo từ chú Dũng. Chú Dũng có thể xác nhận lại dùm con là có phải cô Xuân là người nói tiếng Bắc hay không. Nếu như đúng như vậy thì con sẽ dừng cuộc tìm kiếm tại đây. Còn nếu như xác định chưa phải thì con sẽ cố gắng mở rộng thêm địa bàn xung quanh đây nữa để hỏi thăm, dò hỏi thêm có thể những người nào còn biết ra hay không. Dạ, đến đây em xin kết thúc video này ạ. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, đã đồng hành cùng với em trong cuộc tìm kiếm này. Dạ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau ạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ.